Em xin mến chào quý anh chị, quý nhà đầu tư. Đó, hôm nay em Hòa tiếp tục mang đến cho quý vị anh chị chúng ta một sản phẩm lô đất có tổng diện tích là 5.376 m2 và cái mặt tiền con đường bê tông như thế này là lên đến là 56 m quý vị anh chị nhé, 56 m và sâu bên trong là 100 m quý vị anh chị, và quy hoạch là phủ hồng lên được thổ cư quý vị anh chị nhé. Đây là toàn bộ khu dân cư ô Bàn Cò, và đặc biệt là vị trí của sản phẩm lô đất này thì rất gần trường, gần chợ và gần quốc lộ 14A quý vị chị. Từ cái vị trí sản phẩm lô đất này mà quý vị anh chị di chuyển ra đến cái ngã ba đằng này, quý vị anh chị kẹo tay trái thì ra đến trường học là chỉ có 300 m, và cũng ra đến quốc lộ 14A là 300 m quý vị anh chị nhé. Và đi về chợ Phú Quang là 1 cây số, và đi về trung tâm của huyện Chư Bứ là khoảng 5 đến 6 cây số quý vị anh chị nhé, và đi về thành phố Pleiku là nó rơi vào khoảng 40 cây số quý vị anh chị. Đó. Đây thì ranh giới thì cũng khá chi là rõ ràng rồi quý vị anh chị. Đây, bắt đầu từ đây quý vị anh chị nhé, bắt đầu từ đây. Đó, bao hết cái mặt đường con đường bê tông như thế này là được 56 m rồi quý vị anh chị. 56 m đường thì cũng khá là to quý vị anh chị. Đây ranh giới ngoài thì được lưới B40. Ở đây toàn bộ là khu dân cư đông đúc này quý vị anh chị này. Đó, khu dân cư ở rất đông nhé. Ở đây là ô Bàn Cò hết. Ở đây là một con đường thông quý vị anh chị nhé. Con đường này cũng thông ra đến quốc lộ 14A luôn. Đất thì cũng khá là vuông quý vị anh chị nhé. Đất khá là vuông. Đấy, toàn bộ là khu dân cư ở đây. Khu dân cư rất đông quý vị anh chị nhé. Đây, lô đất của chúng ta là vuông, cũng khá là vuông, và đất thì cái đất là đất đỏ Ba Gian, hiện tại thì trên đất đang trồng khoảng hơn chục cây sầu riêng quý vị anh chị, và có một cái căn nhà cũng cũ rồi và có điện có giếng đầy đủ. Đấy, sản phẩm lô đất này thì phù hợp cho quý vị anh chị chúng ta mua về, chúng ta phân lô ra thì cũng rất là hợp lý. Và em cũng xin công bố cái mức giá bán mà gia chủ mong muốn là chỉ có 22 triệu trên 1 m2 quý vị anh chị nhé, nằm ngay trong khu vực khu dân cư như thế này, ở rất là đông như thế này. Nếu em bay một đoạn phần lên cam lên thì quý vị anh chị có thể nhìn toàn cảnh về cái lô đất này nhé. Đó, đây có cái sung khá là to này. Ngày trước thì cũng có hộ gia đình ở đây, nhưng mà do là bể nợ nên là phải đi nơi khác làm ăn rồi quý vị anh chị. Đó, đây là có đường điện hết này. Đó, có một cái giếng này. Đây thì trồng cây ăn trái, rồi sầu riêng, rồi dừa này, bơ. Đất khá là vuông, khá là đẹp quý anh chị nhé. Hết nguyên một cái đám đất trống này là của chúng ta hết này quý anh chị. Đây. Đất thì bằng phẳng luôn quý anh chị, đất đỏ Ba Gian. 563 quý anh chị nhé, 563. Và 56 m mặt tiền. Chiều sâu là 100 m quý anh chị nhé. Sâu đến cái bờ đây quý vị chị. Đó. Ranh giới thì được lưới B40 rồi quý vị chị nhé. Lưới B40 là xung quanh đất rồi. Đây quý vị chị mua về thì có thể làm một cái nhà vườn biệt thự nghỉ dưỡng ở đây thì cực kỳ là đẹp quý vị chị nhé, cực kỳ là đẹp. Đó. Đầy đủ mọi tiện ích, ngay đầu đường đi vào lô đất của chúng ta là có một cái trường học, và đi ra chợ cũng rất là gần. Ra chợ Phú Quang chỉ có 1 cây số thôi, đầy đủ mọi tiện ích như là ủy ban này, trạm xá này, trường học này, cấp 1, cấp 2. Đó. Cấp 3 thì chúng ta di chuyển về thị trấn nhá. Chợ búa thì gần, mua sắm thì thuận tiện hết quý vị chị. Hoặc là quý vị chị mua về chúng ta đầu tư. Đó. Sau này chúng ta phân lô ra chúng ta bán nhé. Đây là phủ hồng toàn bộ quý vị chị, lên thổ cư được luôn. Đây, và bây giờ mời quý vị anh chị chúng ta theo dõi trên màn hình trên cam để có cái nhìn tổng quan nhất về sản phẩm lô đất này. Thì bây giờ em Hòa cũng xin kết thúc video tại đây. Quý anh chị đang xem kênh thì quan tâm đến sản phẩm lô đất này thì liên hệ ngay cho em Hòa nhé. Em Hòa xin kết thúc video tại đây. Quý anh chị đang xem kênh thì đừng quên cho em Hòa xin một nút like, một đăng ký và bật chuông thông báo để quý anh chị nhận về những video sản phẩm mới nhất của kênh nhà đất chúng em nhé. Em xin chân thành cảm ơn quý anh chị.